Thưa tất cả các đồng chí, lần này Trung ương quyết định chọn chủ đề là học tập và làm theo phong cách dân chủ, phong cách nêu gương để thực hiện cho được phong cách quần chúng, tức là tất cả cuộc sống và hành động của chúng ta là vì dân. Điều ấy nó gắn liền với cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn đảng mà đảng ta đang thực hiện, quyết tâm làm cho đảng trong sạch vững mạnh để thực hiện cho được cái niềm tin gắn bó máu thịt của nhân dân đối với đảng. Vì lẽ đó, các đồng chí cho phép tôi tập trung trình bày vào 3 vấn đề thôi trong buổi sáng hôm nay. Điểm thứ nhất là chúng ta cùng nhau phác thảo lại dù chỉ một đôi nét về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Bác. Đặc biệt là cái quyết định mới đây của Đảng và Nhà nước ta về việc truyền bá lâu dài hết thế hệ này sang thế hệ khác di sản tư tưởng Hồ Chí Minh. Nội dung của quyết định đó chắc là các đồng chí cũng đã được thông báo. Đó là lần đầu tiên Đảng và Nhà nước ta chọn những tác phẩm tiêu biểu của Bác đưa vào danh mục các bảo vật quốc gia. Bảo vật quốc gia tức là vật quý hiếm, vật thiêng liêng, báu vật, bảo vật. Cả nước ta đợt này chọn được 30 bảo vật quốc gia, thì trong đó đã có 5 tác phẩm tiêu biểu của Bác Hồ. Mà những tác phẩm đó rất gần gũi với chúng ta, nhất là các đồng chí nào chuyên nghiên cứu và giảng dạy về Hồ Chí Minh thì đều rõ cả. Vấn đề thứ hai là chúng ta sẽ tập trung cùng nhau tìm hiểu nội dung và ý nghĩa của phong cách quần chúng, phong cách dân chủ và phong cách nêu gương của Bác là những gì. Và điểm cuối cùng thứ ba là chúng ta cùng nhau nói về bản di chúc lịch sử, một trong 5 tác phẩm được chọn là bảo vật quốc gia đấy các đồng chí. Bản di chúc này gắn với những giây phút cảm động và thiêng liêng của Bác khi Bác từ giã cuộc sống, vĩnh biệt chúng ta để trở về với thế giới người hiền mà cách đây đã gần nửa thế kỷ rồi. 44 năm kể từ ngày Bác đi xa và 48 năm kể từ ngày Bác viết bản di chúc lần đầu tiên. Thì thời gian của chúng ta rất là eo hẹp. Các đồng chí cho phép tôi tập trung vào 3 vấn đề như vậy thôi. Tôi xin đi vào phần thứ nhất là cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng của Bác. Có một câu hỏi đặt ra mà tất cả chúng ta ai cũng biết, ai cũng quan tâm, nhưng hiểu cho đầy đủ và thấu đáo đấy thì ta cần phải có thời gian để nghiên cứu. Tức là vậy thì Bác Hồ của chúng ta, một con người vĩ đại nhưng bình dị vô cùng, vì suốt đời Bác chỉ Bác coi Bác là một người dân thường thôi mà. Vậy Bác của chúng ta sống 79 tuổi, 79 mùa xuân, từ ngày lúc Bác ra đời đến lúc Bác ra đi, Bác có tất cả bao nhiêu cái tên các đồng chí? Mỗi chúng ta đều gọi Bác là Bác Hồ, cái tên thiêng liêng và gần gũi nhất mà ngay cả bạn bè thế giới khác chúng ta về màu da tiếng nói, kể cả khác về quan điểm nữa đấy, ý thức hệ đấy, nhưng mà đến Việt Nam đều cũng trìu mến gọi là Bác Hồ như chúng ta vậy. Nó trở thành một cái biểu tượng chung về những gì tốt đẹp nhất của cuộc đời, của con người, của văn hóa chân thiện mỹ đấy. Nhưng mà trên thực tế Bác có bao nhiêu cái tên? Ta chỉ biết là Bác thời thơ ấu đấy là Nguyễn Sinh Cung, hay là gọi là Nguyễn Sinh Côn theo tiếng địa phương của quê Bác. Rồi lớn lên tuổi thanh niên, cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc đặt cho Bác là Nguyễn Tất Thành, mà anh trai của Bác là Nguyễn Tất Đạt, để thành đạt trong sự nghiệp, mà đây là sự nghiệp cho dân, cho nước, chứ không phải cho bản thân mình. Thế rồi những năm tháng ở nước ngoài, ở tuổi thanh niên
21 tuổi đầu, bác đặt tên bác là Nguyễn Ái Quốc, tức là người thanh niên họ Nguyễn yêu nước, một cái tên rất tượng trưng đấy. Và sau 30 năm của cuộc hành trình tìm đường cứu nước về Bắc Bó Cao Bằng thì bác dùng tên là Hồ Chí Minh. Và ngay cả trong di chúc đấy, bác cũng ký tên là Hồ Chí Minh. Đấy chỉ là những tên gắn với những bước ngoặt trong cuộc đời của bác. Chứ còn trên thực tế đấy, bác của chúng ta nhiều tên bút danh và bí danh lắm. Tất cả những cái người nghiên cứu về Hồ Chí Minh mà phải công phu tìm hiểu suốt chặng đường ở nước ngoài của bác, rồi những năm tháng bác ở với dân ở trong nước, đến tận phút cuối cùng thì bây giờ chúng ta mới chỉ biết được là bác có tất cả 173 cái tên, cả bút danh và bí danh. Chỉ riêng sự nghiệp viết báo, vì bác là một nhà báo lỗi lạc, bác viết cho báo Đảng của chúng ta hàng nghìn bài, bác viết cho các báo khác, kể cả báo ở nước ngoài, theo lời mời của các nước bạn vào những cái sự kiện trang trọng nhất ấy. Riêng báo chí bác dùng tới 88 bút danh rồi. Ta chỉ nhớ được tên tuổi của bác cũng đã vất vả, chứ chưa nói đến học tìm hiểu cuộc đời sự nghiệp của bác nữa đâu các đồng chí. Ta phải đọc cả một cuốn sách đấy các, đọc cả một cuốn sách như thế này các đồng chí, thì mới biết được là thời điểm nào, năm tháng nào bác dùng tên gì và vì sao lại như vậy. Có khi tên bác chỉ là một chữ thôi, chữ B là bác, hay là CB là của bác. Có khi bác dùng là TE là tức là thắng lợi, hay là trần lực. Có khi bác dùng là ký hiệu là XYZ. Bác viết sửa đổi lối làm việc ở chiến khu Việt Bắc đấy là dùng cái bí danh đó. Đường cách mệnh bác dùng là Nguyễn Ái Quốc, vân vân. Ngay cả một năm trước khi mất, tức là năm 1968, trong một lần sang Trung Quốc chữa bệnh mà bác gửi điện, gửi thư về cho đồng chí Lê Duẩn, lúc đó là Tổng Bí Thư, gọi là Bí Thư thứ nhất lúc bây giờ đấy, sau này gọi là Tổng Bí Thư, bác cũng vẫn tiếp tục dùng bút danh và bí danh cơ mà các đồng chí. Bác dùng là Việt Hồng hay là Nắng Hồng. Có khi bác dùng cả tên địa danh để làm bí danh là Tân Trào. Có khi bác dùng là ông Ké ở Việt Bắc, Già Thô ở Việt Bắc, vân vân. Thế rồi là Thầu Chín khi bác hoạt động Trung Quốc, đồng chí Vương ở Trung Quốc, vân vân. Rất nhiều tên. Nhưng trong tất cả 173 cái tên như vậy, chúng ta không nên quên một cái chi tiết rất là có ý nghĩa như thế này. Ai cũng biết bác không có cuộc sống riêng như chúng ta, vì bác dâng hiến tất cả cho dân cho nước, không có cuộc sống riêng theo nghĩa đời thường như chúng ta đâu. Không có vợ, có con. Bác coi là nam nữ thanh niên là con cháu của bác cả. Vậy mà trong 173 cái tên của bác đấy lại có rất nhiều tên phụ nữ. Các đồng chí, toàn tên đẹp cả. Phong Lan, Thanh Lan, Thu Lan, Diệu Hương, Tuyết Trinh, vân vân, đều là tên bác hết đấy các đồng chí. Vậy nên giải thích như thế nào? Nên hiểu như thế nào về điều này? Thứ nhất, ta nhớ là bác hoạt động ở nước ngoài. Và thời điểm bác viết những tài liệu quan trọng, những bài báo quan trọng để chống đế quốc thực dân và truyền bá tư tưởng cách mạng mà đăng ở nước ngoài, trong đó một phần lớn thời kỳ bác đăng ở Trung Quốc, ở Quảng Châu đấy, bằng chữ Hán đấy, bác phải dùng tên phụ nữ để mà nghi binh, để che giấu kẻ thù. Và đặc biệt bác gắn liền với một cái nghệ thuật hóa trang rất là nhuần nhuyễn. Bác cải trang đi để có thể an toàn trong hoạt động giữa vòng vây của kẻ thù. Thì đấy là một lý do về đặc điểm hoạt động của bác. Nhưng không nên quên một chi tiết nữa. Bác là người có một khát vọng sống rất mãnh liệt. Một con người mà tư tưởng
thì thâm trầm sâu sắc ở bậc hiền triết, mà tâm hồn tình cảm thì nói như Thủ tướng Phạm Văn Đồng, học trò kiệt xuất của Bác ấy, là người có một tâm hồn lộng gió bốn phương của thời đại. Bác không chỉ là một nhà tư tưởng, Bác còn là một nhà thơ, một nhà văn, một nhà báo. Bác, tài năng của Bác rất đa diện trên rất nhiều lĩnh vực. Và Bác có một nghị lực phi thường, một niềm vui sống có thể nói là mãnh liệt vô cùng. Tuổi trẻ chúng ta phải học Bác chính ở cái điểm đó. Hoàn cảnh nào, khó khăn bao nhiêu, Bác cũng vượt qua hết. Chủ động trước cuộc sống, ngay cả với cái chết, điều mà những người thường thường rất là kiêng kỵ khi nói đến. Bác bình tĩnh suy nghĩ về cái chết, nói về cái chết 5 năm liền trong suốt quá trình viết di chúc. Vì Bác hiểu thấu quy luật của muôn đời là không ai ở mãi được. Con người là một cái gì đó rất hữu hạn thôi. Sự sống và cái chết là một quy luật của tạo hóa. Ta thử xem khát vọng sống của Bác đến như thế này, 60 tuổi Bác vẫn coi mình là thiếu niên đấy các đồng chí nhé. 60 tuổi vẫn còn xuân chán, so với ông Bành vẫn thiếu niên. Ông Bành Tổ 800 tuổi, ăn khỏe, ngủ ngon, làm việc khỏe, trần mà như thế kém gì tiên. 1 năm trước khi mất 78 tuổi mà Bác vẫn coi mình chưa già lắm. Cái tư duy này rất hiện đại đấy các đồng chí. Bây giờ 70-80 tuổi chúng ta vẫn còn sức khỏe, đúng. Và tuổi thọ ngày một tăng lên. Bây giờ tuổi thọ nước ta là đến 74,5 rồi, đúng. Các cụ ông cụ bà 100 tuổi rất nhiều rồi. Đại tướng của chúng ta 102 tuổi vẫn rất là minh mẫn. Nó có một cái điều này cũng phải lưu ý các đồng chí, nhất là các đồng chí là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Tuổi thọ của con người mà càng tăng lên ấy mà, lương hưu của nhà nước sẽ là một gánh nặng đấy các đồng chí. Nếu mà chúng ta không làm ăn giỏi, năng suất cao, chất lượng hiệu quả tốt ấy, thì theo dự báo của các chuyên gia kinh tế, 10-15 năm nữa chúng ta hết khả năng trả lương hưu đấy các đồng chí. Thì đấy là cả một câu chuyện. Thế mà tư duy của Bác đấy là rất hiện đại, 78 tuổi Bác coi là chưa già lắm. Thì bây giờ dự báo y học cho chúng ta biết là cuối thế kỷ này này, nếu chúng ta làm chủ được tất cả các cái bệnh tật hiểm nghèo đấy, tức là tìm được phương thuốc để chữa trị đấy, tuổi thọ con người có khả năng tới 145 tuổi cơ. Mà nếu như thế đấy, thành sự thật thì tất cả chúng ta đây còn trẻ trung niên thiếu lắm đấy các đồng chí. Đấy là một sự thật. Cho nên Bác rất hiện đại các ông chị. 78 tuổi chưa già lắm, vẫn vững hai vai việc nước nhà, kháng chiến toàn dân đang tiến tới, vững bước ta cùng con em ta. Thanh thản, minh mẫn và tỉnh táo. Dù trong lòng Bác chứa chất bao nhiêu nỗi đau, đau đời, đau người, nỗi đau nhân thế, nhất là suốt một đời phấn đấu hy sinh mà không được trực tiếp chứng kiến ngày thắng lợi. Chứ còn niềm tin thì Bác tin rất mãnh liệt. Ta phát qua một vài nét như vậy để thấy được chúng ta đang tiếp xúc đến với một con người vĩ nhân. Có thể nói là ngay từ khi sống đã trở thành huyền thoại của lịch sử, như thế giới ca ngợi. Nhưng xét đến cùng là một con người như chúng ta, bằng xương, bằng thịt, một con người giản dị vô cùng. Nhưng cái giản dị của Bác đấy là giản dị của bậc vĩ nhân, đã tột cùng phong phú và sâu sắc rồi, trải nghiệm cuộc sống rồi. Đời Bác là cả một kho kinh nghiệm thì mới giản dị được. Thủ tướng Phạm Văn Đồng gọi là giản dị của bậc hiền minh, giản dị lão thực. Chứ còn chúng ta đấy có khi là giản đơn thôi. Mà chỗ này ta nhầm Bác là giản dị, ta tưởng Bác giản đơn. Chuyên học Bác nhiều khi thành tâm lắm, động cơ thì rất trong sáng, nhưng mà cách học không đúng, chứ không học được. Tôi lấy một ví dụ thế này: ai lại để muốn Bác khen là giản dị,
đi đón bác rủ nhau mặc toàn quần nâu áo vải các đồng chí. Thế là không được đâu các đồng chí. Bác phê bình đấy, ô tô của bác đến càng gần bác càng thấy lạ, một đoàn người cứ xếp hàng ngang có ý chờ bác. Bác hỏi từng người một, hóa ra toàn chúng ta cả, toàn cán bộ chủ chốt cả. Bác cười rất hóm hỉnh, bác bảo là các chú đóng kịch khéo lắm. Thôi đi về thay quần áo, bác đợi để làm việc. Thế mà các đồng chí. Thế chúng ta lại cũng chưa hiểu ý bác, về mới bàn nhau là ăn mặc giản dị. Ta vẫn cứ nghĩ đây là giản dị mà. Thì bác lại phê bình, thôi lần sau đón bác phải mặc thật sang trọng vào vậy để bác vui. Ai ngờ bác lại bảo là hôm nay bác rủ các chú đi tắt nước cơ mà. Cái mặc toàn com lê cả tắt nước thế nào các đồng chí. Hôm nay bác muốn rủ các chú đi tắt nước. Thế cho nên ta mới rút ra một bài học thấm thía là học bác chính là học cái tâm, cái đức của bác. Học nghị lực sống của bác. Học mục đích cao thượng của đời bác là hy sinh và hiến dâng để làm tốt nhất nhiệm vụ chức trách của mình, để phục vụ dân tốt nhất, chứ không phải bắt chước như vậy. Ở đời chỉ có hai trường hợp này là được thôi các đồng chí này. Một là nghệ sĩ điện ảnh mà được chọn lọc từ những người tài đức nhất để thể hiện hình tượng bác. Hai là diễn viên kịch nói cũng đóng vai bác thì được như thế. Nhưng mà đấy không phải bắt chước, mà đấy là một sự sáng tạo. Sáng tạo đến mức hóa thân thì mới được. Thí dụ những nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú của chúng ta để thể hiện được giọng đọc như bác ấy, tập công phu hàng năm trời các đồng chí. Nghệ sĩ Sĩ Hùng thể hiện bác, ông ấy kể lại là chỉ riêng việc cầm điếu thuốc lá thôi, cách bật diêm như thế nào, cách bác gầy tàn như thế nào đấy, mất đứt 6 tháng các đồng chí. Chứ không phải là bắt chước bác đâu, mà đây là sáng tạo để hóa thân, để tái hiện lại sinh động hình tượng bác Hồ trong lòng dân. Thì đấy là những nghệ sĩ tài năng lắm thì mới làm được. Cho nên chúng ta đấy, tất cả chúng ta học bác, làm theo bác, tức là làm thật tốt công việc được giao mà theo cái tâm, cái đức của bác. Mà bác chỉ dùng có mấy từ rất cô đọng thôi, tức là xét đến cùng mọi việc ở đời này chỉ quy vào mấy chữ thôi. Đó là ở đời và làm người. Ở đời thì phải thân dân. Thân dân tức là gần gũi dân chúng, phong cách quần chúng ấy. Làm người thì phải chính tâm. Chính tâm tức là cần kiệm liêm chính. Mà bác gọi là đủ bốn đức mới là người hoàn toàn. Thiếu một đức thì không thành người. Còn thân dân ấy, thì thật ra các nhà tư tưởng phong kiến họ cũng thân dân. Họ còn vi hành, những ông vua có lòng từ tâm tốt bụng ấy, còn vi hành vào hang cùng ngõ hẻm để xem sống như thế, dân sống thế nào. Đấy. Bác Hồ vượt lên cái tư tưởng thân dân thời phong kiến để đạt đến cái gọi là dân chủ. Dân là chủ và dân làm chủ. Thì đấy là một bước phát triển mới của Hồ Chí Minh. Cũng như là đạo đức người xưa của Khổng Tử đấy, chỉ là để tu dân, tu thân, tề gia trị quốc bình thiên hạ. Còn bác là đạo đức cách mạng, làm cách mạng vì dân, vì dân tộc, và rộng hơn nữa là cả vì nhân loại. Thế là ở tầm tư tưởng khác, gọi là thuộc về một thời đại khác. Chính vì lẽ đó, càng hiểu biết thấu đáo về cuộc đời bác bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Nhất là những ai đi sâu vào cái sự nghiệp nghiên cứu và truyền bá tư tưởng của bác. Đấy. Mà các đồng chí nhớ là đảng ta đã có chủ trương là mở lớp đào tạo tiến sĩ về Hồ Chí Minh, về tư tưởng Hồ Chí Minh, hay là Hồ Chí Minh học, để có một đội ngũ chuyên gia đủ sức truyền bá tư tưởng của bác hết đời này sang đời khác, với cả thế giới nữa. Chỉ một vài năm nữa, chúng ta sẽ đón chờ cái sự kiện rất vĩ đại, thiêng liêng lắm, là kỷ niệm nửa thế kỷ bác viết di chúc và kỷ niệm nửa thế kỷ bác đi xa. Thì Việt Nam sẽ là nơi điểm hẹn của các chuyên gia
các nước trên thế giới mà chuyên tâm nghiên cứu về Hồ Chí Minh. Ta sẽ có thêm rất nhiều những tư liệu mới về Bác mà đang trong quá trình tìm kiếm, thẩm định chứ chưa công bố đâu các đồng chí. Chúng ta biết là cuộc đời của Bác ngay từ tuổi ấu thơ đã rất cay đắng. 10 tuổi đầu Bác mồ côi mẹ. Mẹ Bác bà Hoàng Thị Loan chỉ sống một cuộc đời ngắn ngủi 33 tuổi. Bà mất ở Huế, lúc bấy giờ chỉ có Bác, mẹ Bác và em nhỏ của Bác đang còn tuổi bú sữa mẹ, đặt tên là Nguyễn Sinh Xin, vì không có sữa, đi xin sữa. Mà sau này mẹ mất ấy, thì em nhỏ của Bác cũng mất theo. Mà năm hết Tết đến các đồng chí. Cho nên tuổi ấu thơ của Bác bị hằn sâu bởi một kỷ niệm đau buồn đó. Mà ta nhớ là cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, người cha thân yêu của người đấy, là một ông quan trong triều Nguyễn rất cương trực và thanh liêm. Cho nên triều đình nó cũng ghét bỏ, nó cứ đầy ải đến nơi xa xôi, không có ở Huế đâu. Anh trai của Bác, chị gái của Bác, tức là ông Nguyễn Tất Đạt và bà Nguyễn Bạch Liên ấy, Bạch Liên là tên chị gái của Bác, bí danh là O Thanh. Nguyễn Tất Đạt, anh trai của Bác, bí danh là ông Cả Khiêm, lại tham gia nghĩa quân Phan Đình Phùng chống Pháp, cũng vào tù ra tội, cũng bị quản thúc không có. Vậy ở Huế, 10 tuổi đầu thơ bé, Bác chứng kiến việc mẹ mất. Mà khi Bác đi mua thuốc về cho mẹ, xin sữa về cho em ấy, mở cửa cái ngôi nhà nhỏ bé nghèo nàn ở ngoại ô thành phố Huế ra, thì mẹ đã chết lạnh giá trên khung cửi. Bác phải nhờ bà con, cô bác hàng xóm xung quanh làm tang cho mẹ. Cho nên là tại sao trong tác phẩm của Bác ấy, nói về người mẹ, người chị, người phụ nữ và em nhỏ, Bác viết đầm thắm đến như vậy? Vì nó xuất phát từ tình cảm riêng của Bác. Ở đây có câu chuyện về hai loài hoa mà chúng ta cũng cần biết. Bác tôn thờ hoa hồng đỏ và hoa huệ. Hoa hồng đỏ là tượng trưng cho thắng lợi của cách mạng, và trong ngày lễ hội của mừng đảng, mừng nước hay là tiếp khách quốc tế, Bác toàn dùng hoa hồng đỏ. Chúng hồng, hồng trắng, hồng đỏ. Mà Bác dặn cho Bác mấy bông hồng đỏ trong cái lễ sinh nhật cuối cùng của đời Bác đấy. Thứ hai là hoa huệ. Hoa huệ trắng là hoa thờ, hoa tang, hoa thờ ông bà cha mẹ và những người thân đã mất. Chính vì cái sự kiện tuổi ấu thơ như thế, cho nên ta mới hiểu tại sao mà năm 1945 đã là chủ tịch nước rồi, mà cái Tết đầu tiên năm ấy đấy, Bác lại cải trang đi thành một ông già như ở nông thôn, đeo cái tay nải trên vai này, có khi là khăn xếp áo the. Bác ra tận chợ Đồng Xuân các đồng chí nhé, cái chợ lớn nhất của Hà Nội đấy, Bác xem người giàu sắm Tết như thế nào, người nghèo sống ra sao. Và Bác nhìn thấy một bà lão bán hoa, trên gánh hàng hoa của cụ có một bó huệ, Bác ngồi sụp xuống chọn từng bông huệ một. Bác còn dặn đồng chí cảnh vệ giúp Bác ấy là gìn giữ thật bí mật cho Bác. Nước nhà mới độc lập, kẻ thù nó trà trộn xung quanh còn nhiều lắm, nó mà biết Bác thì nó giết Bác mất. Thế mà Bác cải trang đã rất khéo rồi mà vẫn bị lộ các đồng chí. Vì đôi mắt lấp lánh của Bác là không sao giấu được. Bà lão bán hoa nhận ra ngay mà, cứ nhìn Bác. Mọi người xung quanh cứ đổ dồn về, Bác cũng biết, Bác cúi xuống để mà chọn từng bông huệ. Đồng chí cảnh vệ biết ý Bác, thế là không để Bác mua hoa nữa, cứ kéo Bác đi sình sạch thế này để chạy, để giữ bí mật cho Bác. Mà ta mới thương Bác là Bác vừa chạy theo đồng chí cảnh vệ, vừa ngoái lại nhìn những bông hoa đang chọn giờ. 29 Tết các đồng chí nhé. Thương Bác quá mà đồng chí cảnh vệ trả lời hỏi một câu rất là chiếu lệ thôi. Bó hoa này cụ lấy bao nhiêu? Bảo các bác cho mấy đồng cũng được. Bảo 2 đồng bà có bán không? Nhưng có mua đâu. Hỏi lấy lệ thế để kéo Bác đi thôi.
mà chiều tối về bác nói như khóc ấy. Bác bảo chú có biết hôm nay là bao nhiêu Tết không? Bác muốn có mấy bông huệ để thắp hương cho mẹ mà chú chẳng mua cho bác. Mà chú giả rẻ như thế, dân ai mà người ta bán được? Bác hiểu lòng dân chứ các đồng chí. Nó mới, ta mới hiểu là tại sao sau này bác có thể đi đất, sắn quần, lội ruộng, tát nước, trò chuyện với nông dân như một lẽ thường tình. Cái phong cách quần chúng của bác đấy giản dị tự nhiên như cơm ăn áo mặc vậy, không có một chút nào khiên cưỡng cả. Cái học bác được, chúng ta học được cái sự tự nhiên nhuần nhuyễn đó, mà tất cả bắt đầu từ nhu cầu của đời sống, của nội tâm, nó thành một động cơ, thành một nhu cầu văn hóa. Đặc biệt nữa, trong cuộc đời của bác đi 30 năm mà qua 40 nước khác nhau. Ở tất cả các châu lục các đồng chí nhé, châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ. Ở nước Mỹ cũng đã có dấu vết của người rồi đấy. Chân tượng thần tự do cũng là nơi người đã đến. Bác xuống một tàu biển mà, tàu buôn mà, làm đủ mọi nghề để kiếm sống, toàn những nghề cực nhọc vất vả cả. Đốt lò, rửa, chảo, thái rau, phụ bếp bồi bàn cho hàng trăm người ăn. Trên cái tàu biển đỗ ở đâu thì bác đến cái bến cảng đó và bác có cơ hội tìm hiểu tất cả sự kiện, cuộc sống của những người nghèo, lam lũ. Ta mới hiểu tại sao bác nói là ở đời này xét ra chỉ có hai giống người mà thôi. Đế quốc thực dân là một lũ ác quỷ, phải đánh đuổi nó đi. Còn anh em bạn bè khác màu da tiếng nói nhưng cùng cảnh ngộ nô lệ, phải giúp nhau giải phóng, đem sức ta mà giải phóng cho ta. Bác là như vậy. Đặc biệt nữa, cái thời kỳ mà bác ở Pháp, ở Anh, ta nhớ là bác làm cả nghề quét tuyết ở trong sân trường trung học, lau công đấy các đồng chí. Mà rét buốt như thế, bàn tay bác tấy đỏ, không cầm nổi cái cán chổi. Ông hiệu trưởng tốt bụng trả cho bác trọn vẹn cả một ngày lương để bác đi tìm việc khác. Bác làm cả nghề vẽ sơn mài này, tráng phim này, rửa ảnh này, có thời kỳ còn khâu vá thuê để mà kiếm sống, kể cả nuôi đồng chí mình khi mà đứt liên lạc với tổ chức thời ở Trung Quốc. Có khi bác phải nhịn đói, mỗi một ngày chỉ có một mẩu bánh mì, dùng viên gạch lót dưới tờ báo trong lò sưởi để chống trả cảm cái rét lạnh mùa đông. Có khi viết được báo, được một chút tiền nhuận bút, bác tính ra là đủ tiền sống cho 2 tuần lễ, thế là tập trung tất cả chỉ để học và làm việc. Và bằng con đường tự học như thế, mà có ngờ đâu lịch sử đã chứng kiến một vĩ nhân có một đầu óc thông thái, tri thức ôm chùm cả 2 nền văn hóa, Đông và Tây. Riêng ngoại ngữ thì các đồng chí, riêng ngoại ngữ thôi, bác hiểu biết 29 thứ tiếng. Không kể tiếng dân tộc thiểu số các đồng chí nhé. Tiếng dân tộc thiểu số, đặc biệt tiếng Thái đấy, bác nói với đồng bào người Thái toàn bằng tiếng Thái. Năm 1956, sau chiến thắng Điện Biên Phủ, 5 năm mới về Hà Nội, 5 năm 6 lại ngược về Sơn La, gặp đồng bào người Thái, nói toàn tiếng Thái. Năm 1957, bác đã có mặt ở một cái vùng rất hoang vu. Lúc bây giờ toàn đường mòn rừng rậm cả, chứ không phải thành đường xá lối lại du lịch như bây giờ đâu. Cái vùng này rất thiêng liêng mà chắc là các đồng chí cũng đã đến rồi. Đồng chí nào chưa có điều kiện đến thì cố đến dù chỉ một lần. Bây giờ ta gọi là vùng Đá Trông K9 ở Ba Vì, nơi mà bác đã đến để viết di chúc, nơi bác đích thân chọn địa điểm sơ tán thời chống Mỹ cho Bộ Chính trị Trung ương, nơi mà để cái chiếc ô tô rất dài thi hài bác sau tang lễ, rồi sau này có lăng bác mới đưa bác vào lăng. Cái vùng đó rất thiêng liêng. Thì bác đã đến đấy không chỉ năm 57. Các đồng chí có biết là bác chủ tính thế nào không? Bác bảo đeo cho bác một chiếc ba lô, cho vào đó 3 viên gạch
để bác đeo thử, bác leo thử có được không? Tại sao mà khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp điện từ mặt trận về cho bác ở Điện Biên Phủ đấy, báo tin thắng trận, thì bác chúc mừng, bác nói là nhưng mới chỉ là bước đầu thôi. Từ năm 54 đến năm 75, 21 năm nữa mới trọn vẹn. Thì ta mới biết trù tính của bác ở tầm chiến lược như vậy. Thế cho nên nói đến cuộc đời của bác đấy, chúng ta chỉ cần mấy chữ có thể khái quát được: lao động, học tập, đấu tranh và tình thương. Đó là Hồ Chí Minh. Không những chỉ am hiểu rất nhiều thứ tiếng, mà tri thức của bác đấy là ôm trùm mọi lĩnh vực. Tại sao trong những ngày chiến tranh chống Mỹ ác liệt nhất thì trên bàn của bác bao giờ cũng có cuốn sách là Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Nguyên Mông, một cái công trình rất giá trị của giáo sư Hà Văn Tấn, mà bác đọc từng trang một, là như vậy. Và bây giờ ta mới hiểu tại sao mà cả cuộc đời của bác không bao giờ sao lãng việc học tập. Khi bác mất ấy, các đồng chí phục vụ kể cho chúng ta nghe là có ngờ đâu dưới gối nằm của bác là một cuốn từ điển Việt Nam Tây Ban Nha. Cả cái cuốn sổ tay bác ghi từng từ học, cả cái màu bút chì đánh dấu từng trang sách học. Bác học suốt đời như vậy, học cả lúc tuổi già sức yếu, học cả trên giường bệnh. Thì đây là chỗ mà tuổi trẻ chúng ta, các bạn thanh niên phải học bác thật là đầy đủ và nghiêm túc, để xứng đáng với niềm tin mà bác ký thác vào chúng ta. Bác có một trí tuệ minh mẫn lạ thường các đồng chí. Đến tận khi mất, sắp mất, không quên một chi tiết nào cả. Chỗ này là càng đáng học bác, không phải tự nhiên có đâu. Dĩ nhiên bác có một cái năng lực người ta gọi là thiên phú, năng khiếu, nhất là về ngoại ngữ. Ngoại ngữ trong các lãnh tụ của thế giới, ai là người đứng đầu bảng các đồng chí? Ai là người đứng đầu bảng trong số các lãnh tụ của cách mạng thế giới này về ngoại ngữ? Thì đó chính là Engel. Người bạn của Marx, 40 năm cùng với Marx đấy, Engel làm chủ 35 ngoại ngữ. Còn bác Hồ là 29 thứ tiếng. Tầm của bác là như thế. Bác học suốt đời mà lại minh mẫn đấy chứ. Ai lại viết xong bản di chúc lần đầu tiên? Đây là bản di chúc đấy các đồng chí. Đảng ta cho công bố toàn văn tất cả các bản di chúc từng năm một của bác. Các đồng chí nhìn vào bản di chúc này, ta sẽ thấy này, những cái dòng chữ đen là bác viết này, giữ mực đỏ là bác chữa đấy các đồng chí. Bác chữa từng năm một. Bản chữa nhiều nhất là bản năm 68, năm tổng tiến công Mậu Thân. Viết xong bản di chúc lần đầu tiên khi 75 tuổi, tức là ngày mùng 10 tháng 5 năm 65, bác đưa cho đồng chí Vũ Kỳ Dự là thư ký của bác, để sang năm lại đưa lại cho bác chữa. Bác đi về vùng Chí Linh Côn Sơn ở Hải Dương, bác đọc chăm chú những tấm bia chữ Hán ghi công trạng của Nguyễn Trãi. Bác là người mang rất nhiều điều tâm hồn tình cảm của Nguyễn Trãi, yêu nước thương dân mà, việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, để bác xem ông cha ta ngày xưa an dân trị quốc như thế nào mà quốc thái dân an, để bác học và truyền cho con cháu. Và đồng chí lãnh đạo của tỉnh đi cùng với bác, thấy bác đọc chăm chú quá, thế là cũng ghé vào cùng đọc với bác. Bác hỏi là các chú cũng đọc được tiếng Hán à, chữ Hán à? Bảo thưa bác không ạ. Bác bảo thế thì các chú đứng lui ra một chút, bác nhìn rõ rồi bác dịch lại cho các chú nghe. Mà đời bác bao nhiêu lần bác phục vụ chúng ta đấy các đồng chí. Trên thế giới này không có lãnh tụ nào như thế cả. Ở chiến khu Việt Bắc ấy, khi bác mời một đoàn điện ảnh Xô Viết sang để làm phim về Việt Nam kháng chiến, để tuyên truyền ra thế giới, để thế giới ủng hộ Việt Nam đấy, cần một người dịch tiếng Nga, mà không ai dịch được. Bác dịch hết. Bác nói tiếng Nga mà đến người Nga thực thụ cũng phải kinh ngạc.
Các đồng chí mở tác phẩm Hồ Chí Minh ra, quan sát cái bức thư bác viết bằng tiếng Nga, bác gửi cho Quốc tế Cộng sản này. Bác viết cho Tổng thống phương Tây bằng tiếng Anh và tiếng Pháp. Còn làm thơ, bác làm bằng chữ Hán. Thì ta đủ biết về tri thức của bác là như thế nào. Khi bác sang Liên Xô để mà mong được gặp Lenin dù chỉ một lần thôi mà không gặp được vì Lenin ốm nặng không tiếp khách được nữa. Rồi sau đó Lenin mất. Nhà thơ Xô Viết Mandelstam tiếp bác chỉ có 15 phút thôi. Nghe bác nói tiếng Nga mà kinh ngạc. Sau này ông viết là hãy nhìn vào đôi mắt của Nguyễn Ái Quốc. Một đôi mắt người Nga gọi là đôi mắt biết nói. Đôi mắt rất biểu cảm, thu phục lòng người. Đôi mắt đó tỏa ra một cái gì rất lạ. Không chỉ là phương Đông, cũng không chỉ là phương Tây. Đôi mắt đó báo hiệu một nền văn hóa của tương lai. Đấy là tuổi 30 của bác. Đã như thế rồi. Bây giờ tuổi già, 75 tuổi. Bác đọc lại những tấm bia về công trạng của Nguyễn Trãi để học. Học suốt đời. Khi bác dịch tiếng Nga cho đoàn làm phim Xô Viết thì chúng ta cũng nên hiểu chuyện này là rất tự nhiên. Bởi vì khi về Bắc Bó, bác đã từng làm thơ Vịnh Bắc Bó nói rõ cái chuyện dịch sử Đảng. Sáng ra bờ suối, tối vào hang, cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng, bàn đá trông chênh dịch sử Đảng, cuộc đời cách mạng thực là sang. Dịch sử Đảng ở đây này là bác dịch lịch sử Đảng Cộng sản Liên Xô đấy. Đồng chí nào đã từng học ở Nga thì đều biết cái lịch sử Đảng Cộng sản Liên Xô là một pho sách 800 trang ít đâu. Bác thu gọn lại, văn vần hóa đi, dễ hiểu, dễ thuộc cho cán bộ mình học. Bác là như vậy. Trên đời bác rất nhiều lần bác đứng ra dịch cho chúng ta là như vậy. Nhưng mà cảm động nhất là cái buổi bác dịch để đón Tổng thống Châu Phi, ông Modibo Keita. Mà khi bác mời sang thăm Việt Nam thì bạn đã thông báo cho ta là ông Tổng thống này nói tiếng Pháp. Châu Phi là vùng thuộc địa cũ của Pháp. Ông nói rất nhanh và rất khó dịch. Đề nghị phía Việt Nam phải chuẩn bị một người phiên dịch giỏi nhất để giúp bác đón Tổng thống. Ta sẽ hỏi là thế bác biết nhiều như vậy sao lại phải dịch? Phải dịch chứ các đồng chí. Đây là đón nguyên thủ quốc gia, nó có nghi lễ ngoại giao, nó có phép tắc luật lệ ngoại giao, phải dịch để tỏ ý tôn trọng nước người ta. Chứ còn sau này vào hội đàm trực tiếp có bao giờ bác dùng phiên dịch đâu. Bác là lãnh tụ duy nhất tiếp khách quốc tế không dùng phiên dịch. Tiếp nước nào nói tiếng nước đó. Riêng chỗ này thôi, chúng ta có lẽ học cả đời cũng không học hết được đâu. Thế mà thời bấy giờ năm 60 mà. Năm 60 các đồng chí trong này còn đang kháng chiến đúng không? Ta biết là còn khó khăn lắm. Chưa đào tạo được nhiều. Tìm người giỏi tiếng Pháp lúc bây giờ không dễ đâu. Bây giờ thì không thiếu. Bây giờ các cháu nó giỏi lắm, đúng không? Sinh viên ngoại giao năm thứ 3 chưa tốt nghiệp còn đang học mà đã thành thạo 5 ngoại ngữ. Đã được chọn đi dịch cho các chính khách thủ tướng ở các hội nghị quốc tế. Bây giờ thì không thiếu, thời bây giờ hiếm lắm. Nhưng Bộ Ngoại giao vẫn chuẩn bị rất chu đáo. Quyết định mời hẳn giáo sư viện sĩ Phạm Huy Thông là hiệu trưởng Đại học Sư phạm Hà Nội, đại học lớn nhất của chúng ta lúc bấy giờ, mà rất giỏi tiếng Pháp, dịch cho bác. Nhưng dịch khoa học nó khác với dịch giao tế. Dịch khoa học, dịch chuyên môn nó khác với dịch ngoại giao. Cho nên cũng không dễ đâu các đồng chí, cũng toát mồ hôi cả. Mà bác nhìn người đồng chí phiên dịch bác rất thương. Bác nói nhỏ vào tai để hai bác cháu cùng nghe thôi, tránh cho vị khách họ biết. Thôi chú nghỉ đi để bác dịch giúp cho. Bác dịch suốt từ đầu đến cuối các đồng chí. Kể cả bữa tiệc tiễn Tổng thống về nước, bác cứ nói một đoạn tiếng Pháp để cho ông Tổng thống nghe, bác lại dịch cái tiếng Việt cho chúng ta nghe. Mà bác 70 tuổi
Năm 60, bác 70 tuổi. Năm 60, bác chủ trì đại hội 3. Cái đại hội mà bác chỉ thị là mời đồng chí Lê Duẩn ra để nhận chức tổng bí thư. Bác chỉ là chủ tịch đảng thôi. Bác bàn giao từ đó. Thì cũng chính cái năm ấy bác đón tổng thống châu Phi đấy các đồng chí. Đủ hiểu bác minh mẫn thế nào, nghị lực làm việc của bác thế nào. Hay là cái chuyện này cũng rất cảm động. Cũng cái năm đó thì đại hội đảng, mà đại hội này là quyết định đường lối chiến lược của miền Bắc và miền Nam, hai nhiệm vụ cách mạng. Các đồng chí có biết là bác chủ trương mời rất nhiều đoàn khách quốc tế. Chứ bây giờ thì do tình hình nó khác, trên đại hội đảng ta, đại hội nội bộ không có mời khách quốc tế, chỉ thông báo thôi. Chứ thời bây giờ đấy, cần tranh thủ tối đa sự giúp đỡ quốc tế, bác bảo mời các đoàn khách quốc tế, nhất là hai cái đảng lớn, Trung Quốc và Liên Xô. Nhưng mà khổ một nỗi là hai cái đảng này đang bất đồng rất nghiêm trọng, ta đều biết cả. Các đồng chí trung ương rất lo lắng, đến gặp bác để đề nghị bác cân nhắc thêm xem có nên mời như vậy không. Vì chúng ta sợ một nỗi là biết đâu các vị lại lợi dụng diễn đàn đại hội của ta để công kích nhau thì rất là khó xử. Bác cười, bác bảo không sao đâu, để bác thu xếp. Cứ mời, bác thu xếp được hết. Bác chủ trương mở một buổi liên hoan, ta gọi là dạ hội, ở cái vườn Bách Thảo không? Trước giờ khai mạc đại hội, đêm hôm trước mở dạ hội. Bác đích thân bố trí chỗ đứng, chỗ ngồi cho các đoàn khách. Bác đứng giữa, bác để trưởng đoàn Trung Quốc một bên, trưởng đoàn Liên Xô một bên. Bác khoác tay cả hai vị trưởng đoàn, cứ quay sang nói chuyện tiếng Nga với đoàn Liên Xô 5 phút, lại quay sang nói với đoàn Trung Quốc bằng tiếng Hán 5 phút. Các vị còn thời gian đâu nữa các đồng chí? Không còn thời gian. Bác ứng xử văn hóa rất là tinh tế. Thì đủ thấy rằng là ta học bác được rất nhiều điều, toát lên từ thực tiễn cuộc đời bác, con người, cuộc đời và sự nghiệp. Hay là chỉ riêng cái chuyện này, tại sao năm 46 khi bác đi Pháp ấy, bác tìm mọi khả năng cuối cùng để cứu vãn nền hòa bình đang rất mong manh, mà bao nhiêu người cộng sản bác không giao, bác lại giao quyền chủ tịch nước cho một người ngoài đảng. Ai cũng biết cụ Huỳnh Thúc Kháng, một nhân sĩ yêu nước, tài cao đức trọng, bác rất quý mến. Để tranh thủ tối đa lòng dân, khi mà đảng ta mới cầm quyền, và khi mà những người hiểu biết về chủ nghĩa cộng sản chưa phải đã là nhiều, yêu nước và dân tộc là tối thượng, tối cao, bác tính như vậy. Chưa kể đến một tình tiết là khi ấy bác và trung ương đã đi tới một quyết định độc đáo, đầy bản lĩnh, là tuyên bố giải tán đảng, tức là rút lui và hoạt động bí mật để bảo toàn lực lượng. Cho nên phải tìm một người như thế đứng ra thay bác để quản trị đất nước khi bác đi vắng dài ngày. Cụ Huỳnh rất nể bác mà nhận lời, chứ bác phải cho người vào tận nơi, lần thứ hai có thư vào cụ mới ra cơ mà, cụ trong Quảng Ngãi. Nhưng mà ra đến nơi đấy, được gặp bác thì được bác thuyết phục ngay, cho nên rất kính trọng và ngưỡng mộ. Mà tiễn bác đi, hỏi bác một câu đầy lo lắng: thưa cụ, trăm công nghìn việc như thế này, toàn việc phức tạp, mà cụ thì đi vắng dài ngày, ở nhà tôi biết làm sao đây, xin cụ cho tôi một lời khuyên. Bác bảo là xin cụ nhớ cho một câu thôi: dĩ bất biến, ứng vạn biến, ở nhà cụ cứ thế mà làm. Thế mà, tức là nguyên tắc thì giữ vững, mà biện pháp sách lược thì thiên biến vạn hóa, mềm dẻo linh hoạt cho phù hợp với thời thế. Bác nói như vậy. Đặc biệt là được bác cảm hóa rất nhanh chóng, yêu mến ngưỡng mộ bác vô cùng, thì còn thương bác nữa. Thương bác đến mức mà trong bữa cơm thân mật tiễn bác đi, có gợi ý bác nên lấy vợ đi. Thế mà các đồng chí, đọc tặng bác một câu thơ này, ta mới hiểu là tình cảm thân thiết đến thế nào. Lúc bây giờ bác mới có 56 tuổi,
Bác đọc tuyên ngôn độc lập là 55 tuổi. Bác là chủ tịch nước chính thức và đích thân soạn thảo hiến pháp năm 46 là lúc bác 56 tuổi. Chính cụ Huỳnh nói là 56 tuổi vẫn chưa già. Cụ ông thì có, cụ bà thì không. Ý là dục bác phải lấy vợ. Bác nói là bao giờ kháng chiến thành công thì xin vâng lời cụ.